Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 116. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ lẽ thường của hắn ta, không từ ngữ nào có thể miêu tả sự chấn động trong lòng giờ phút này. Nhanh quá! Hắn ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ Lâm Nhất rút kiếm ra như thế nào, đợi đến khi hắn ta nhìn thấy, Lâm Nhất đã thu kiếm về. Khi thân kiếm hoàn toàn chui vào vỏ, Bùi Vũ và Lãnh Nhạc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã biến thành hai cơ thể không đầu. Người đã chết, cuối cùng hắn đã làm bằng cách nào? Võ giả của các giới vực lớn khác nhau ở quanh đây vội vàng tiến về Nhật Diệu Chi Linh không phải số ít, rất nhiều người bị tia kiếm quang vừa rồi thu hút, quay đầu lại thì nhìn thấy được cảnh tượng khó tin này. Trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc, ai cũng chấn động không kém gì Trần Huyền. Tiểu tử này là ai thế? Mạnh thật, cảnh giới thiên phách mà lại có thể giết được hai cao thủ đã hơn cảnh giới thiên phách. Lâm Mỗ giết người chỉ cần một kiếm, Lâm Mỗ, có phải tiểu tử này là Lâm Nhất, người đã đánh bại nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao không? Áo xanh, kiếm khách, đeo hộp đựng kiếm. Không thể sai được, chắc chắn là hắn, Lâm Nhất của huyền hoàng giới. Tiểu tử này thật đáng sợ, một nhân tài kiệt xuất đến từ giới vực cấp thấp mà lại mạnh một cách nghịch thiên như thế. Lúc trước ta còn không tin có người có thể đánh bại yêu nghiệt giới vực cấp cao, nhát kiếm này đủ để chứng minh lời đồn không phải giả. Một kiếm giết chết Bùi Vũ và Lãnh Nhạc khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, thậm chí quên mất đi về phía chỗ sâu của dị tượng. Vèo, vèo, vèo. Đúng lúc này, mấy bóng người lần lượt chạy tới tập trung bên cạnh nhóm Trần Huyền. Là Tần Phong và Diêm Khôi ở thành Lôi Hỏa, họ cũng đang đến nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra, trên đường nhìn thấy Lâm Nhất và Trần Huyền thì lập tức chạy qua. Người bị thương. Sau khi nhìn thấy Trần Huyền bị thương, Tần Phong bèn nhíu mày. Hắn ta và Diêm Khôi đến hơi muộn nên không nhìn thấy cảnh vừa rồi, nói đúng ra là hai người bị tia kiếm quang của Lâm Nhất thu hút tới. Trần Huyền cười khổ, đoán chừng nói ra chuyện này, Tần Phong và Diêm Khôi sẽ không tin. Có lẽ hai người họ cũng không biết Lâm Nhất được họ nhờ giúp đỡ lại mạnh đến mức đó. Cao thủ thiên phách nhất trùng thiên, nói giết là giết ngay. Ngay cả nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao hắn còn không để vào mắt, huống gì là nhân vật nhỏ như Bùi Vũ và Lãnh Nhạc. Sau khi thăng cấp lên thiên phách, hắn đã thay ra đổi thịt như tiềm long xuống vực, không phải người thường có thể tưởng tượng. Mấy người nhìn Lâm Nhất, sâu trong mắt đều thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này, khí thế và sự sắc bén trên người Lâm Nhất mang lại cho người ta cảm giác như mặt trời sáng rực, không thể nhìn thẳng. Thiên phách đại thành. Diêm Khôi chợt kinh ngạc thốt lên. Lúc này mọi người mới phát hiện chỉ mới qua vài ngày, tu vi của Lâm Nhất đã thăng lên thiên phách, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới đại thành. Thế thì nhanh thật. Rốt cuộc hắn đã thu hoạch được cơ duyên như thế nào ở trong di tích Long Thành? Đừng trì hoãn nữa, đến nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra trước đã. Trần Huyền hít một hơi thật sâu, không màng thương tích trên người mà lên tiếng. Vốn dĩ họ cách nơi dị tượng xảy ra không xa lắm, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng đến trước một khu vực. Ở phía cuối tầm mắt có một kết giới hỏa diễm kim sắc khổng lồ, kết giới đó giống như một cái móc sắt ngược trên mặt đất. Trên đỉnh của nó xuất hiện các loại dị tượng lấp lánh, hỏa điều thành đàn bay qua bay lại, thỉnh thoảng còn có kim ô hiện ra trong kết giới. Tất nhiên những thứ này đều chỉ là dị tượng, không phải chân thật, nhưng dù vậy vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Có mấy thiên tài rất to gan, muốn phá vỡ kết giới đi thẳng qua, còn chưa đến gần đã bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho không chịu nổi. Oanh! Bầy chim lửa kia đột nhiên bay nhanh xuống, có người lùi lại hơi chậm. Lập tức bị đốt thành cho bụi. Người đó tan chảy ngay tại chỗ, hình ảnh vô cùng đáng sợ, khiến rất nhiều người ngu ngốc muốn di chuyển cũng bình tĩnh lại. Sư huynh, vào lúc mấy người nhóm Lâm Nhất đang quan sát kết giới, một bóng người đi tới, là Liễu Vân của Hiên Vân giới. Thấy đối phương đến, trong mắt Trần Huyền lập tức hiện lên tia máu, ở di tích Long Thành này chỉ cần không chết đều sẽ có thu hoạch rất lớn. Liễu Vân là ngôi sao mới của Hiên Vân giới. Còn chưa độ kiếp đã nắm giữ kiếm ý thông linh, trên dưới Hiên Vân giới đều có kỳ vọng rất lớn với Liễu Vân. Trong lòng Trần Huyền, Liễu Vân chưa chắc không thể phát triển thành Lâm Nhất tiếp theo, hắn ta đã có hiểu biết rất sâu sắc về sự kinh khủng của kiếm khách rồi. Lâm Nhất cảm nhận được ánh mắt của người này nên nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Liễu Vân cong môi,
nở nụ cười khó đoán. Tên này làm sao thế? Lâm Nhất hơi ngơ ngác, không biết thái độ hơn người trong mắt Liễu Vân là có ý gì. Hắn cũng lười suy nghĩ, bèn thu hồi tầm mắt, lại chú ý đến kết giới hỏa diễm ở cuối tầm mắt. Lúc này, thiên tài của các giới vực cấp cao cũng đang vội vàng nghĩ cách. Uy lực của kết giới hỏa diễm mà Nhật Diệu Chi Linh tạo ra khá đáng sợ, dù là thiên tài của giới vực cấp cao cũng không dám tùy ý thăm dò. Lâm Nhất ra vẻ đăm chiêu, đối với thiên tài của giới vực cấp cao, có lẽ không đến mức chí mạng. Nguyên nhân bọn họ không dám làm bậy có lẽ là đang đợi người nào đó. Thời gian dần trôi, số lượng thiên tài bị dị tượng này thu hút đến ngày càng nhiều. Mạc Hàn của giới vực Hắc Sa đến rồi. Vào lúc bầu không khí trông có vẻ ngột ngạt, một người tay cầm trường kích xuất hiện. Mạc Hàn đã đến, mấy người nhóm Phong Vô Kỵ sẽ còn xa sao? Cuối cùng, nhân vật chính trong trận chiến tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh vẫn là những yêu nghiệt của giới vực cấp cao có đạo binh này. Trong nháy mắt, Mạc Hàn đứng trong 10 người mạnh nhất dưới bảng Thương Long đã thu hút sự chú ý của mọi người, dẫn tới những tiếng xôn xao. Mạc Hàn của giới vực Hắc Sa, yêu nghiệt của giới vực cấp cao nằm trong 10 người mạnh nhất dưới bảng Thương Long này đã có tiếng xấu vang xa từ lâu. Chỉ nói đến di tích Long Thành này, đã có không biết bao nhiêu võ giả của Nhật Diệu Chi Địa chết trong tay hắn ta rồi. Trên người hắn ta bao phủ sát khí đáng sợ và lạnh lẽo, lúc bị hắn ta nhìn lướt qua, mỗi người đều có cảm giác rùng mình. Ở thế giới này, nhân vật như thế thật sự quá chói mắt, muốn người khác không chú ý cũng khó. Vụt! Không lâu sau đó, lại có hai bóng người đồng thời xuất hiện, là Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân. Hai người này có vóc dáng khác nhau, sánh vai đứng cùng nhau, dù không có thân phận yêu nghiệt của giới vực cấp cao cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác ngay khi vừa xuất hiện. Di tích Long Thành, có rất nhiều người có thể gọi là thiên tài của giới vực cấp cao, nhưng chỉ có 4 người được gọi là yêu nghiệt. Mọi người vốn đang nhìn hắn ta từ xa vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thẳng. Trong 4 yêu nghiệt ở đây, hắn ta là người có tiếng hung ác nhất. Tiếng tăm của giới vực huyết cốt cũng rõ mồn một ở khu vực Thương Long này. Phong Vô Kỵ không thể đắc tội, giới vực huyết cốt cũng như thế, yêu nghiệt như thế không ai dám thách thức trước phong mang của hắn ta. Sự xuất hiện của Phong Vô Kỵ khiến sắc mặt Liễu Vân trở nên mất tự nhiên, có vẻ tái nhợt. Có chuyện gì vậy? Trần Huyền nhìn ra, bèn khẽ nhíu mày hỏi thăm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Vân tỏ vẻ khó xử, trần trừ một lát cuối cùng vẫn nói ra chuyện hắn ta cướp đi quả huyết dương từ trong tay Phong Vô Kỵ. Lâm Nhất đứng cách đó không xa, nhìn thấy hết mọi chuyện, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Quả huyết dương của hỏa hầu 3.000 năm, chẳng trách khi nãy hắn ta lại nhìn hắn bằng ánh mắt hơn người như thế, đây thật sự có thể xem là một thu hoạch lớn. Nhưng bây giờ lại sợ sệt như thế, bây giờ mới biết sợ, có phải hơi muộn rồi không? Hồ đồ! Sắc mặt Trần Huyền thay đổi, hắn ta nhỏ giọng mắng, thiên tài của giới vực cấp cao luôn rất thù dai, huống hồ còn là Phong Vô Kỵ, để muốn hắn xem như không có chuyện gì xảy ra là không thể nào. Trong mắt mấy người nhóm Tần Phong và Diêm Khôi thoáng lộ vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả đồ của Phong Vô Kỵ cũng dám cướp, đúng là to gan, hắn ta không gây chuyện với ngươi thì đúng là vô cùng may mắn. Lời của Trần Huyền khiến tim Liễu Vân đập thình thịch. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi bất an. Nhớ lại những người đã chết dưới đao của đối phương, sắc mặt Liễu Vân tái mét, run rẩy nói, sư huynh, huynh phải cứu ta, phải làm sao đây, hay là trả lại quả huyết dương? Muộn rồi. Trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Phong Vô Kỵ hoàn toàn trở nên u ám, nét mặt lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy. Rốt cuộc Phong Vô Kỵ này làm sao thế? Mọi người đều thầm thấy khó hiểu. Đồng thời còn bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ người này muốn đuổi bọn họ đi trước khi kết giới hỏa diễm yếu bớt. Nhưng cũng đâu cần thiết, tuy cũng đông người, nhưng cũng chỉ có 3 người nhóm Mạc Hàn thật sự dám tranh giành Nhật Diệu Chi Linh với hắn ta thôi. Dù là thiên tài của các giới vực cấp cao khác cũng không có quá nhiều ý đồ và lòng can đảm để tranh giành Nhật Diệu Chi Linh với 4 người này. Trong các ngươi có người trộm đồ của ta. Vào lúc mọi người đang thấy khó hiểu, Phong Vô Kỵ lạnh lùng cất lời. Giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng ở trong không gian yên tĩnh này, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người lập tức thầm thấy nặng nề,
ai to gan dám cướp đồ của Phong Vô Kỵ thế? Nếu bây giờ bước ra, ta có thể để người đó ra đi thanh thản, còn nếu bị ta bắt được. Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, lại quan sát xung quanh bằng ánh mắt lạnh như băng một lần nữa, không ai dám đối mắt với hắn ta, đều vội vã cúi đầu. Sát ý ẩn chứa trong đôi mắt kia quá ác liệt, dù không trộm đồ của hắn ta cũng khó tránh khỏi sẽ chột dạ run rẩy. Vụt! Phong Vô Kỵ nhanh chóng bước ra mà không hề báo trước, bắt lấy một người trong đám người, lạnh lùng nói, quả huyết dương của ta là ngươi trộm đúng không? Người bị hắn ta nắm lấy cổ họng kia lập tức sợ đến mức tái mặt, cầu xin tha thứ, không, 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 không phải ta không biết. Nhìn vào mắt ta, nét mặt Phong Vô Kỵ không chút cảm xúc, hắn ta lạnh lùng quát lên. Người nọ tỏ vẻ đau đớn, bị ép phải đối mặt với Phong Vô Kỵ, cơ thể không ngừng run rẩy. Không phải ngươi. Phong Vô Kỵ chỉ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói. Giác. Nhưng người nọ còn chưa kịp thở phào đã bị Phong Vô Kỵ bẻ gãy cổ, những người đi cùng người nọ lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, vô cùng ngạc nhiên. Quá tàn bạo. Ngược lại mấy thiên tài của giới vực cấp cao và mấy người nhóm Mạc Hàn đều vô cùng bình tĩnh, nở một nụ cười như đang xem kịch. Phải một khoảng thời gian nữa kết giới hỏa diễm mới yếu đi, nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy trước mặt Phong Vô Kỵ của mấy người này cũng khá là thú vị. Khi giết đến người thứ 10, Liễu Vân đã mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân cũng sắp mềm nhũn. Sắc mặt mấy người nhóm Trần Huyền tái mét, bọn họ thầm thấy sợ hãi vô cùng, cuối cùng Phong Vô Kỵ này cũng là một người thù dai. Chẳng những không quên chuyện này mà còn gióng trống khua chiêng, làm lớn chuyện hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Phong Vô Kỵ đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía mấy người nhóm Trần Huyền, sau đó chậm rãi bước tới. Soạt! Tầm mắt của hắn ta không rơi vào Liễu Vân, mà là Lâm Nhất đang vô cùng bình tĩnh. Những võ giả khác ở Nhật Diệu Chi Địa đều phải run lẩy bẩy, thấp thỏm và căng thẳng trước tầm mắt của hắn ta. Người có thể bình tĩnh như Lâm Nhất đã ít càng ít hơn, có vẻ vô cùng quái lạ. Quả huyết dương là do ngươi lấy đi đúng không? Người dám trộm quả huyết dương của ta ít nhiều cũng khá can đảm, không đến mức thấy ta là run lẩy bẩy. Dưới tầm mắt của ta, người có vẻ bình tĩnh nhất, không hề tránh né, đúng là to gan đến lạ thường. Phong Vô Kỵ nhìn về phía Lâm Nhất, chợt cất lời. Lâm Nhất cũng nhìn về phía đối phương, nhưng không trả lời. Nói thế dường như cũng khá có lý, nhưng ngươi thật sự đoán sai rồi, người trộm quả huyết dương của ngươi cũng không phải là to gan, chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Còn không chịu lăn ra đây, quỳ xuống đón nhận cái chết à. Phong Vô Kỵ quát to một tiếng, ánh mắt như điện. Oanh! Giọng nói như nổ vang bên tai mọi người, những người đang có mặt đều không khỏi rùng mình. Người này xui xẻo rồi, dù hắn có trộm quả huyết dương của Phong Vô Kỵ hay không, những người bị Phong Vô Kỵ chú ý tới đều không một ai có thể sống sót. Huống hồ từ lúc Phong Vô Kỵ làm to chuyện đến giờ, sát ý trên người hắn ta chưa từng đáng sợ đến mức này. Tình huống bất ngờ diễn ra khiến Trần Huyền hơi trở tay không kịp, Phong Vô Kỵ không chú ý đến Liễu Vân mà là gây chuyện với Lâm Nhất. Không phải hắn muốn gánh tội thay Liễu Vân, chỉ là thái độ của Phong Vô Kỵ khiến hắn khó chịu. Quan trọng nhất là hắn không có lý do phải sợ hãi đối phương. Cũng như lời hắn nói, một nơi vô chủ, một vật vô chủ, Phong Vô Kỵ vẫn chưa có tư cách khoa tay múa chân. Giọng nói của hai người rất bình thản, nhưng mấy câu nói lại như sấm nổ vang trong đầu mọi người. Không tưởng tượng nổi. Võ giả trong Nhật Diệu Chi Địa lại dám tranh cãi với Phong Vô Kỵ, thật sự khiến người ta thấy khó tin. Trong thoáng chốc, vô số ánh mắt vô thức nhìn về phía Lâm Nhất. Mọi người đều muốn xem người nói chuyện là thần thánh phương nào. Nơi vô chủ, vật vô chủ, người vẫn chưa có tư cách khoa tay múa chân. Lâm Nhất nói chuyện không to, nhưng giọng điệu rất hùng hồn, tất cả mọi người ở trước kết giới hỏa diễm đều nghe thấy rõ ràng. Thoáng chốc, trong lòng mọi người dấy lên gợn sóng, Phong Vô Kỵ này là một nhân vật như thế nào? Chưa nói đến việc giới vực huyết cốt nơi hắn ta sinh ra có danh tiếng vang dội đến mức nào, chỉ danh hiệu một trong 10 người mạnh nhất dưới bảng Thương Long cũng đủ khiến người ta không dám động vào rồi, võ giả của các giới vực ở Nhật Diệu Chi Địa chỉ là kiến trước mặt hắn ta thôi. Chỉ vì một quả huyết dương, Phong Vô Kỵ liên tục giết 10 người, nhưng mọi người dù tức giận lại không dám nói gì. Chẳng những không dám nói,
thậm chí ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào đối phương cũng không có, sợ sẽ bị hắn ta chú ý, dẫn đến tai họa ngập đầu. Đột nhiên xuất hiện một người dám nói thẳng Phong Vô Kỵ không có tư cách khoa tay múa chân, khiến mọi người kinh ngạc cũng dễ hiểu. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, mọi người đều muốn biết rốt cuộc người nói chuyện là ai. Khi nhìn về phía Lâm Nhất, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, sắc mặt rất nhiều người không khỏi thay đổi, không ngờ lại nhận ra hắn. Là Lâm Nhất, kiếm khách của huyền hoàng giới kia. Thì ra là hắn, chẳng trách lại dám to gan như vậy, trước đó Trần Khung và Tiên Vân Chân của giới vực cấp cao còn bị hắn lấy đi 2 triệu đan tinh nguyên. Không thể nào, Trần Khung và Tiên Vân Chân của giới vực cấp cao mà lại bị hắn cướp ư. Đây là sự thật, không chỉ có 2 triệu đan tinh nguyên, hai người còn đều đưa ra đan dược do Thánh Huyền Sư luyện chế mới có thể giữ mạng trong tay hắn đấy. Hắn rất ngông cuồng, nghe đồn kiếm ý thông linh của hắn có cảnh giới rất cao, giết người chỉ cần một kiếm thôi. Sau khi có người kể lại truyền kỳ của Lâm Nhất, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đều mang theo sự ngạc nhiên. Đặc biệt là truyền thuyết cuối cùng liên quan đến hắn, giết người chỉ cần một kiếm. Chỉ có Trần Khung và Tiên Vân Chân không thể cười nổi, thiên tài của giới vực cấp cao vốn là tồn tại coi trời bằng vung, có ranh giới rõ ràng với người của những giới vực khác. Nhưng hai người chẳng những thua trong tay Lâm Nhất, thậm chí còn bị đối phương vơ vét tài sản, hoàn toàn là nỗi sỉ nhục của giới vực cấp cao. Dám tranh cãi với Phong Vô Kỵ, người này đúng là chê bản thân sống quá lâu, chắc là không biết chữ chết viết thế nào. Giết người chỉ cần một kiếm, có khoác lác quá không vậy? Ta thấy ở trước mặt Phong Vô Kỵ, e rằng cơ hội rút kiếm cũng không có ấy chứ. Chỉ có hai tên vô dụng Tiên Vân Chân và Trần Khung mới có thể thua trong tay hắn thôi, thật sự khiến giới vực cấp cao chúng ta mất mặt. Người như thế phải cho hắn một bài học sâu sắc, nếu không sau này thật sự sẽ không coi giới vực cấp cao chúng ta ra gì. So sánh với sự sợ hãi của vô số võ giả Nhật Diệu Chi Địa với Phong Vô Kỵ, trong giới vực cấp cao vẫn có khá nhiều người ủng hộ hắn ta. Dẫu sao những yêu nghiệt như Phong Vô Kỵ hay Mạc Hàn có tàn bạo như thế nào cũng rất ít ra tay giết võ giả của giới vực cấp cao. Cùng lắm chỉ dạy dỗ một phen, những giới vực khác thì tựa như con kiến, muốn giết là giết. Giết người chỉ cần một kiếm. Phong Vô Kỵ nở nụ cười giễu cợt, rõ ràng hắn ta cũng nghe thấy tiếng bàn tán ở xung quanh. Có điều hắn ta như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian vậy, sát ý trên người cũng giảm đi rất nhiều. Ngươi có thể thử. Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang lóe lên, hắn thản nhiên nói. Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc lạnh đến cùng cực, nụ cười trên mặt Phong Vô Kỵ dần biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một người ngông cuồng như thế, rõ ràng hắn ta đã giễu cợt như vậy mà đối phương lại còn cho là thật. Cần thiết sao, ta muốn giết ngươi, nếu ngươi có thể rút kiếm thì xem như ta thua. Phong Vô Kỵ cau mày, trong mắt tràn đầy khí thế hung ác. Có điều khí thế này còn đi đôi với sự tự tin vô địch khiến người ta ngạt thở. Trần Huyền của Hiên Vân Giới nhìn thấy tình huống đã đến mức không thể cứu vãn thì cắn răng tiến lên nói, tại hạ là Trần Huyền của Hiên Vân Giới, ngưỡng mộ danh tiếng của Vô Kỵ huynh đã lâu, hôm nay Lâm huynh đúng là có chỗ đắc tội. Nhưng ta có thể đảm bảo chắc chắn hắn không phải là người lấy đi quả huyết dương. Hiên Vân Giới. Trong mắt Phong Vô Kỵ có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, hắn ta giễu cợt nói. Nếu sư huynh Mục Viêm của ngươi ở đây, ta sẽ nể mặt một chút, nhưng ngươi nghĩ mình là ai, có tư cách nói chuyện với ta sao? Cút! Tiếng mắng chửi không chút nể tình khiến sắc mặt Trần Huyền lập tức trở nên vô cùng khó coi. Còn dám nhiều lời nữa, ta cũng không ngại lấy ngươi ra làm nóng người đâu. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trở nên dữ tợn, hắn ta lạnh lùng quát lên. Linh khí nồng đậm quá, e rằng phải khoảng nghìn năm tuổi rồi. Chẳng trách Phong Vô Kỵ lại tức giận đến thế, quả huyết dương này đúng là có giá trị không thấp, cũng rất hiếm có ở giới vực cấp cao. Tình huống bất ngờ diễn ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Lâm Nhất cũng thầm thấy ngạc nhiên, hắn đã định gánh cái tội này rồi, không ngờ cuối cùng Liễu Vân vẫn ra mặt. Coi như hắn ta có chút khí phách, chưa hoàn toàn làm nhục thanh danh kiếm khách. Quả huyết dương này cũng không phải ta trộm, là ta giành được. Nhiều người đều tranh nhau, vì sao ta lại không thể? Chẳng lẽ bảo vật của con đường thông thiên này đều là của Phong Vô Kỵ ngươi sao? Ta không phục. Sau khi đứng ra,
Liễu Vân đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ trong lòng, trong mắt lóe lên ánh sáng mặc kệ sinh tử. Hắn ta đã kiềm nén cơn giận trong lòng rất lâu rồi. Lúc này nếu đã thừa nhận, rõ ràng đã có ý liều mạng, cũng không còn gì phải sợ nữa. Nói hay lắm, nhiều người đều tranh nhau, vì sao ta lại không thể? Con đường thông thiên này vốn là tranh giành số mệnh với trời, sao lại sợ cái chết, kiếm khách chúng ta, sợ gì không đánh một trận. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn hét to một tiếng. Nếu nói trước đó Lâm Nhất bị động gánh cái tội này, thì bây giờ là hắn chủ động, nếu Liễu Vân này đã mang tâm thế của kiếm khách, thì Lâm Nhất không có lý do gì đứng nhìn hắn ta chết cả. Nơi vô chủ, vật vô chủ, tại sao chỉ có giới vực cấp cao mới có thể tranh giành? Ai có thể phục? Ít nhất là Lâm Nhất không phục. Tâm hướng kiếm, nào sợ sống hay chết? Chúng ta, ngại gì một trận chiến? Trên người Lâm Nhất phát ra chiến ý dợp trời, hắn tách hai người ra, trực tiếp đứng trước mặt Phong Vô Kỵ. Lâm Nhất, Trần Huyền và Liễu Vân đều sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất sẽ chọn cách một mình đối mặt với đối phương. Lâm Nhất vẫn chẳng mấy để ý đến Phong Vô Kỵ. Song mãi đến lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt không chút sợ hãi hay chùn bước, chỉ có sự sắc bén của kiếm khách và mùi khói lửa chiến tranh hừng hực thiêu cháy. Nó là cái ngông chỉ của riêng công tử Táng Hoa. Tên nhóc này. Phong Vô Kỵ nổi điên, trong mắt toát ra sát khí khiếp người, tên nhóc này đúng là dai như đỉa. Đúng là chán sống. Đám người thuộc giới vực cấp cao mặt mày dữ tợn, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất như nhìn một người chết. Tên nhóc nhà ngươi đúng là có chút thú vị đấy. Đáng tiếc, con kiến vẫn là con kiến. Ngươi hoàn toàn không biết giới vực huyết cốt bọn ta đáng sợ đến mức nào. Người mà Phong Vô Kỵ ta muốn giết thì chẳng ai thoát nổi. Sự kiên nhẫn của Phong Vô Kỵ đã sắp cạn kiệt, mắt thấy đối phương 5 lần 7 lượt chống lại mình thì đã sớm không thể nhịn được nữa rồi. Hắn ta còn chưa nói xong đã bay lên trời, cả người điên cuồng tỏa ra ánh đỏ rực rỡ. Ý chí giết chóc kết hợp với chân nguyên màu máu kia ngưng tụ thành ma quang vô cùng vô tận, biến thành một con mãng xà khổng lồ táp về phía Lâm Nhất. Chân nguyên kia cuồn cuộn hệt biển rộng dồn nén không khí giống thác nước ồ ạt chảy xiết phát ra từng tiếng nổ không ngừng. Chết! Mọi người biến sắc, đều khá kinh ngạc trước thực lực khủng bố mà Phong Vô Kỵ bày ra. Có vẻ như hắn ta cũng không có xem nhẹ Lâm Nhất. Trước đó, giết 10 người liên tục mà vẫn bình chân như vậy. Chứ không có chấn động như bây giờ. Hai kiếm quyết lớn bắt đầu chuyển động trong cơ thể Lâm Nhất, khí hải khủng bố có diện tích gần 2.000 trượng ở tử phủ chợt quay cuồng. Chân nguyên mênh mông cuồn cuộn thoáng chốc khuấy động cả người, cơ thể Lâm Nhất lập tức tràn ngập sức mạnh khiến hắn có hơi không chịu nổi, xương cốt không ngừng nổ đôm đốp như giang đậu. Đối mặt với một kích kinh người ấy của đối phương, Lâm Nhất giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ một hỏa ấn xa xưa. Trong thoáng chốc, đã ngưng tụ ra 6 hỏa ấn màu vàng, đằng sau hắn hiện ra vòng lửa màu vàng. Trong mắt Phong Vô Kỵ toát ra một vẻ coi thường, hắn ta học rộng hiểu nhiều nên vừa nhìn đã nhận ra võ kỹ mà Lâm Nhất thi triển. Hỏa vân phần thiên thủ, đây là cái để ngươi dựa vào sao? Đúng là đồ ngu, võ học tạo hóa cơ đó cũng coi như đứng đầu ở giới vực tầm trung, nhưng muốn dùng nó đối phó với anh tài kiệt xuất ở giới vực cấp cao thì vẫn còn chưa đủ xem. Trừ khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất là 8 ấn thì ta còn hơi kiêng kỵ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Chút trò mèo. Phong Vô Kỵ đứng giữa không trung cất tiếng cười to, sát khí trên người lại bùng nổ. Con mãng xà màu máu đang bơi lội trên trời không ngừng cô đọng, cuối cùng quấn quanh ở trên cánh tay hắn ta. Phong Vô Kỵ muốn chấm dứt hết mọi may mắn, không chừa một chút cơ hội nào cho đối phương. Lại mạnh lên. Trong lòng mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, nét sợ hãi trong mắt càng đậm. Sát chiêu trồng 8 hỏa ấn màu vàng hoàn toàn dung hợp với thương long chi viêm mà Lâm Nhất thi triển. Sau đó, 5 ngón tay mở ra rồi đấm mạnh về phía trước. Thương long chi viêm, 8 ấn cùng mở. Hỏa vân phần thiên thủ. Long uy tỏa ra trên người Lâm Nhất thoáng chốc không kém cạnh gì đối phương, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Long uy mênh mông cuồn cuộn làm vốn liếng bàng bạc tạo nên hai kiếm quyết lớn của Lâm Nhất. Khi chúng bùng nổ thì khí chất trên người hắn lập tức thay đổi một cách chóng mặt. Giác!
khi vòng lửa màu vàng hoàn toàn biến thành màu đen thì một cái móng rồng khổng lồ có long viêm vần quanh bỗng vươn ra từ trong vòng. Kèm theo đó là tiếng vỡ vụn vang lên, không gian như dòng sông băng bị cái vuốt rồng ấy đạp nứt nẻ. Thoáng chốc, mọi người giống như sinh ra ảo giác, rõ ràng là Phong Vô Kỵ rũ mắt nhìn xuống Lâm Nhất, nhưng lại biến thành ngược lại. Cái này, trong mắt Phong Vô Kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc, đã sớm đoán được Lâm Nhất có thể mở tám ấn, tu luyện hỏa vân phần thiên thủ tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Thậm chí, hắn ta còn cố ý tăng sức mạnh của một kích kia lên để đề phòng chiêu đó của Lâm Nhất. Nhưng Phong Vô Kỵ không ngờ rằng khí thế mà Lâm Nhất phát ra lại vượt xa sức mạnh vốn có của hỏa vân phần thiên thủ. Trong lòng hắn ta có hơi chùn bước, có chút hối hận vì không chuẩn bị đầy đủ, vẫn quá xem nhẹ đối phương. Nhưng giờ muốn lui cũng đã chậm rồi. Giữa hàng mày của Lâm Nhất toát ra vẻ sắc bén, tóc dài bay phấp phới, lạnh lùng quát, dù là chút tài mọn thì ngươi cũng không thể cản nổi. Hai sát chiêu lập tức va vào nhau. Vuốt rồng chạm trán với mãng xà quấn quanh trên tay Phong Vô Kỵ. Thoáng chốc, chúng đã lao vào cắn xé một cách điên cuồng. Tức thì, từng tiếng nổ inh ỏi vang lên không ngớt, vuốt rồng và mãng xà tranh đấu như hai con thú thái cổ chém giết lẫn nhau. Đợi đến khi dị tượng hoàn toàn nổ tung, dư chấn còn chưa biến mất thì đã có một bóng người bay ngược ra ngoài. Phong Vô Kỵ. Mọi người không tài nào tin nổi hô. Người bị đánh bay ra là Phong Vô Kỵ, một kết quả mà chẳng ai ngờ đến. Một trường tràn ngập sát khí kia thế mà lại bị Lâm Nhất chặn lại được. Đâu chỉ là đỡ được, kết quả lần giao tranh ấy rõ ràng là Phong Vô Kỵ thua. Sau phút giây yên tĩnh, toàn bộ mọi người trước kết giới hỏa diễm đều bùng nổ. Nghĩ sao thì Phong Vô Kỵ cũng là bậc có tiếng, một người nằm trong top 10 bảng Thương Long, dù có khinh địch nhưng bị một trưởng của Lâm Nhất đánh bay thì cũng hơi quá. Nếu không phải trước đó, Phong Vô Kỵ đã giết chết 10 người một cách thoải mái giống như bóp chết mấy con kiến, chưa biết chừng họ còn tưởng rằng hắn ta chỉ có cái tiếng thôi. Ngay khi mọi người đang khó có thể tin thì trên người Phong Vô Kỵ chợt nổ ra một luồng sáng đỏ khủng bố. Giờ phút này, khí thế mà hắn ta phát ra còn mạnh hơn thiên phách nhị trọng thiên. Ầm ầm, dưới khí thế kinh người ấy, cả một vùng trời cũng không ngừng chấn động. Có một luồng khí lạnh không cách nào diễn tả nổi như là một cái xúc tu siết chặt lấy cổ mọi người, khiến họ chẳng thốt nổi nên lời. Ánh mắt mọi người đều rơi lên tay Phong Vô Kỵ rồi đồng loạt biến sắc. Không biết khi nào thì trong tay hắn ta đã có một thanh trường đao cổ xưa chưa ra khỏi vỏ. Đạo binh, đây chỉ là uy áp của nó, còn chưa ra khỏi vỏ nữa, mới nắm trong tay đã khiến người ta cảm thấy không chịu nổi rồi. Đao U Huyền. Trong mắt Trần Huyền toát ra vẻ sợ hãi, hắn ta đã sớm nghe nói đến danh tiếng của thanh đao đó, đã không biết có bao nhiêu yêu nghiệt giới vực cấp trung chết dưới nó. Tiếng xì xào bàn tán chợt im bặt. Không gian lập tức im phăng phắc. Ngay cả đám người Mạc Hàn vẫn lộ ra vẻ xem kịch vui thì sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Xem ra, tên Phong Vô Kỵ kia đã tức thật rồi. Sự việc có vẻ hơi bị căng, ngay cả đạo binh cũng lấy ra. Mặt mày Phong Vô Kỵ âm trầm như màn đêm, Lâm Nhất kia đúng là một cục xương cứng. Hắn ta cũng gặp một số anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao, nhưng chẳng coi hắn ta ra gì, trực tiếp cứng đối cứng như Lâm Nhất lại chẳng có ai. Hắn ta chỉ muốn bóp chết một con kiến mà thôi, nhưng không ngờ đối phương lại khó nhằn như thế. Tên nhóc nhà ngươi đúng là có chút bản lĩnh đó, trước khi tranh giành Nhật Diệu Chi Linh mà chưa giết ngươi thì lòng ta cũng khó yên. Phong Vô Kỵ híp mắt giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Lần này, hắn ta không định cho đối phương thêm một con đường sống nào. Kiếm ý thông linh, đỉnh cấp đại viên mãn. Ngay khi cảm nhận được luồng kiếm ý kinh khủng kia, trong đầu mọi người đều đồng loạt toát ra chín chữ ấy. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, kinh ngạc há hốc miệng không thốt nổi nên lời. Không thể nào, ngay cả thiên phách nhất trọng thiên cũng chưa đến. Mà lại có thể tu luyện kiếm ý tới một trình độ kinh khủng như vậy. Điều quả thật là vô cùng khó tin. Bỗng dưng, mọi người chợt nhớ lại câu nói trước kia của Lâm Nhất, kiếm khách chúng ta, ngại gì một trận chiến. Trong đầu họ ong một tiếng nổ tung tựa như sấm sét giữa trời quang. Thì ra là thế, kiếm ý thông linh đỉnh cấp đại viên mãn ấy chính là lý do để hắn chiến một trận. Những bảo vật trong di tích này, chỉ có những người thuộc giới vực cấp cao các ngươi có thể tranh thôi ư. Xin lỗi nhé, ta không phục.
nếu ngươi có gan thì cứ tới giết ta là được. Dưới kiếm ý quay cuồng, mái tóc Lâm Nhất tung bay, lạnh lùng nhìn đối phương. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ đổi tới đổi lui, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Nhất lại sở hữu kiếm ý đỉnh cấp đại viên mãn. Giờ phút này, kiếm ý sắc bén trên người đối phương đối mặt với mình cũng chẳng hề kém cạnh. Nếu vẫn cứ cố giết chết Lâm Nhất, dù hắn ta có đạo binh trong tay thì e rằng cũng không tránh khỏi sẽ bị thương. Một khi bị thương thì hắn ta cũng đừng mong đi tranh Nhật Diệu Chi Linh. Phong Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi bực bội, chỉ cảm thấy hết sức ức chế. Nhưng đúng lúc này, lại xuất hiện dị tượng. Sức mạnh do kết giới hỏa diễm tỏa ra rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa còn chậm rãi thu nhỏ lại, đủ loại dị tượng trên đỉnh cũng biến mất. Kết giới yếu đi rồi. Thoáng chốc, từng tiếng kinh ngạc vang lên xung quanh, có vô số ánh mắt đã đổ dồn lên trên kết giới kia. Khốn kiếp! Phong Vô Kỵ rủa thầm một tiếng, sớm không yếu trễ không yếu, cố tình yếu vào lúc này, đến đúng lúc ghê. Mắt thấy Mạc Hàn dường như có chút động tĩnh, Phong Vô Kỵ không thể tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh được nữa, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất nói, tạm thời giữ lại cái mạng chó của ngươi trước, Phong Vô Kỵ ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy cái đầu của ngươi. Không nghe nhầm chứ? Phản ứng đầu tiên của mỗi người đều giống nhau, không phải mình vừa nghe nhầm chứ, Phong Vô Kỵ này chính là yêu nghiệt trong 10 thứ hạng đầu của bảng Thương Long. Hắn ta chính là người của giới vực huyết cốt. Trong giới vực cấp cao thì giới vực huyết cốt cũng là một giới vực đỉnh cấp, nếu không thì cũng sẽ không tùy tiện để Phong Vô Cực có được một đạo binh. Lâm Nhất này may mắn nhặt về được một mạng mà còn không biết trân trọng, lại dám uy hiếp Phong Vô Kỵ. Điên rồi. Kẻ này đúng là điên rồi. Đúng vào lúc này, đến Nhật Diệu Chi Linh cũng không thể làm cho ánh mắt của mọi người rời khỏi người Lâm Nhất được. Phong Vô Kỵ tức đến bật cười. Lạnh giọng nói, ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói, cho phép ngươi đi chưa? Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, chỉ là nụ cười này trông còn khủng khiếp hơn cả ác quỷ trong địa ngục, làm người ta nhìn mà nổi hết da gà. Chỉ trong một thoáng, không có ai dám nghi ngờ, lúc nãy Lâm Nhất quả thực đã nói câu này. Rất buồn cười à? Lâm Nhất không hề cảm thấy có cái gì buồn cười, muốn giết thì giết, muốn đi thì đi. Còn nói khoác mà không biết ngượng bảo tạm thời giữ lại cái mạng chó này cho Lâm Nhất, Phong Vô Kỵ hắn nghĩ mình là ai vậy? Ha ha ha, ta ban đầu còn cho rằng ngươi là một nhân vật nào đó, không ngờ ngươi chỉ là một kẻ điên. Phong Vô Kỵ thoáng ngẩn ra một chút, sau đó lập tức bật cười, lạnh lùng nói, ngươi nếu như đã một lòng muốn chết, ta sẽ thỏa ước nguyện cho ngươi là được. Mọi người đều nói ngươi giết người chỉ cần một kiếm, ta muốn xem. Kiếm của ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh? Phong Vô Kỵ ta hôm nay đứng ở chỗ này, nếu như ngươi có bản lĩnh thì đến đây giết ta là được. Đây là lời mà lúc nãy Lâm Nhất nói, Phong Vô Kỵ bây giờ bê nguyên câu này để trả lại cho đối phương. Trong lòng hắn ta đã nén một cục tức, hắn ta không phải là muốn chứng minh cái gì. Hắn ta chỉ là muốn cho Lâm Nhất biết, kiến hôi đến cùng cũng chỉ là kiến hôi, hắn ta không giết hắn chỉ là không muốn lãng phí sức lực. Nhưng đây không phải là lý do để cho đối phương được nước lấn tới. Phong Vô Kỵ hắn không phải là người không biết tức giận, hôm nay Nhật Diệu Chi Linh này cho dù không lấy được thì hắn ta cũng quyết phải phế bằng được đối phương. Trong một thoáng, trên người Phong Vô Kỵ bùng phát ra luồng khí tức tàn bạo, đáy mắt lập lòe sát ý điên cuồng. Bộ dạng như vậy làm cho mọi người sợ chết khiếp, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệch. Tức giận rồi. Phong Vô Kỵ thực sự đã nổi giận, đến cả Nhật Diệu Chi Linh cũng đều không cần. Đến cả sắc mặt của đám nhân tài giới vực cao cấp cũng thoát cái thay đổi, bọn họ hiểu khá là rõ ràng, tâm trạng của Phong Vô Kỵ đã có chút mất khống chế, đã rất lâu chuyện này chưa từng xảy ra. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Nhất đều mang đầy vẻ thương xót, người này đúng là điên rồi, đáng tiếc cho một thân kiếm ý thông linh. Phụt! Nhưng vẻ thương xót trong đáy mắt mọi người còn chưa kịp tan đi, một đám máu tươi bắn ra, đầu người của Phong Vô Kỵ lập tức bay ra ngoài. Đạo binh mang tên U Huyền trong tay hắn ta mới rút ra được nửa tấc, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi từ nửa tấc đao lộ ra kia chớp mắt liền trở nên ảm đạm. Chuyện gì vậy? Một giây này, tất cả những người đứng ở phía trước kết giới hỏa diễm đều ngây thuẫn ra. Xin lỗi, Lâm Mỗ giết người,
quả thực chỉ cần một kiếm. Đợi đến khi giọng nói âm u của Lâm Nhất vang lên, mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trợn tròn hai mắt không thể ngờ được nhìn qua. Chỉ thấy bên dưới chân Lâm Nhất, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mặt hồ rộng trăm trượng, nước hồ trong suốt thấy đáy, mặt hồ sáng như gương. Có một cây thần thụ thanh tiêu mọc lên giữa mặt hồ, trên cành cây, đóa hoa màu tím tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Lâm Nhất ở bên dưới cây, vạt áo sam xanh, tóc dài tung bay theo gió. Trên người hắn lúc này không hề có chút sát ý nào, càng không tính là bộc lộ tài năng, hắn giống như một tiên nhân hạ phàm, không nhiễm bụi trần mà vẫn mộc mạc thanh cao. Đáy mắt Lâm Nhất đầy sương mù, bàn tay trắng như ngọc nắm đốc kiếm, sau đó thân kiếm từ từ chìm vào trong vỏ. Tên kiếm táng hoa. Nửa đời lục bình xuôi theo nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Trong mặt hồ ánh nước sóng sánh, cánh hoa trên cành cây từng đốm như hoa tuyết rơi rụng, tung bay khắp trời, tựa như điêu tàn lại tựa như tái sinh, trong giây phút cận kề cái chết hóa thành đóa sen nở rộ. Trảm thiên kiếm thứ hai, thanh liên. Kiếm khí như mặt hồ, lá rụng thành sen, nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Rắc, kiếm thân hoàn toàn ngập trong vỏ kiếm, cơ thể không đầu của Phong Vô Kỵ dầm một tiếng đổ ập xuống đất làm văng lên từng đám bụi mù. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Bịch. Trong bầu không khí chết lặng, âm thanh gây ra do cơ thể không đầu của Phong Vô Kỵ đổ xuống bị phóng đại. Chết rồi. Phong Vô Kỵ chết rồi. Tất cả mọi người đều ngây như phỗng, mắt trợn tròn kinh hãi và đầy khó tin, kết quả như vậy bọn họ có nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được. Một giây trước, Phong Vô Kỵ còn buông lời khiêu khích. Nếu như ngươi có gan thì đến giết ta. Giây phút khi lời vừa dứt thì đầu đã bay ra ngoài, máu văng tung tóe như suối phun. Đại đa số mọi người ở đây đến thanh đao trong tay Phong Vô Kỵ rút ra được nửa tấc từ lúc nào cũng chưa kịp nhìn rõ. Thì càng đừng nói, kiếm trong tay Lâm Nhất rốt cuộc là được rút ra như thế nào. Đợi sau khi tỉnh táo lại, Lâm Nhất đã thu kiếm về rồi, chỉ có thể nhìn thấy được dị tượng lá rơi rụng tạo thành bông sen bung nở. Nhưng cơ thể không đầu của Phong Vô Kỵ quả thực đang nằm trên mặt đất đầy máu me. Tất cả những điều này đều như đang không ngừng nhắc nhở mọi người, Phong Vô Kỵ đã chết rồi, chết dưới kiếm của Lâm Nhất. So với võ giả của Nhật Diệu Chi Địa, những nhân tài của giới vực cấp cao kia ai nấy đều biến sắc mặt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Người bên cạnh nhìn không rõ Lâm Nhất xuất kiếm, nhưng bọn họ thì lại nhìn được vô cùng rõ ràng. Tốc độ của kiếm kia nhanh đến mức Phong Vô Kỵ khi muốn rút đao ra thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như hắn ta có thể rút được đao ra, dựa vào uy lực của đạo binh thì có lẽ miễn cưỡng đỡ được một kiếm này. Nhất là Tiên Vân Chân và Trần Khung đứng lẫn vào trong đám người lúc này cũng đang há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh hoàng, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng hết cả. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, trước đó lúc Lâm Nhất vơ vét tài sản của bọn họ từng nói, đừng ép ta phải rút kiếm. Từ sâu trong lòng bọn họ bỗng trào lên cảm giác may mắn, còn may, vẫn còn may là chưa ép hắn phải rút kiếm. Lâm Mỗ giết người, chỉ cần một kiếm, lời nói này của hắn quả thực là không phải nói sằng nói bậy. Đến Phong Vô Kỵ còn chết dưới kiếm của hắn rồi, huống hồ là hai bọn họ. Còn về nhóm người Mạc Hàn, Thạch Phong và Trần An thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi liên tục, thần sắc trong mắt mang vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Đám nhân tài của giới vực cấp cao kia, chỉ nhìn rõ được Lâm Nhất rút kiếm thế nào, nhưng lại chưa hề nhìn thấy dị tượng huy hoàng nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Bọn họ chỉ nhìn thấy được lá rụng thành sen nhưng lại chưa từng nhìn thấy quang mang của nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Không phải là đao của Phong Vô Kỵ không đủ nhanh, mà là trình độ võ đạo của hai người chênh lệch quá xa, loại dị tượng kia được kiếm ý của Lâm Nhất khống chế, dứt khoát trói chặt Phong Vô Kỵ lại. Đợi đến khi Phong Vô Kỵ muốn lấy đạo binh để phá vỡ trói buộc thì đã không còn kịp nữa rồi, tốc độ của kiếm kia quá nhanh. Đáng sợ quá! Uy lực của một kiếm mà đã đạt đến mức độ khủng khiếp như vậy. Chiêu thức này đã đạt đến trình độ yêu nghiệt thuộc cảnh giới thiên phách tầng thứ 2 trong bảng thương long rồi, nhưng Lâm Nhất lại chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay mình mà dứt khoát đạt đến cảnh giới này. Kiếm này có quá nhiều bí quyết. Cho dù là bọn họ thì cũng không thể trong một thoáng mà hóa giải được hết toàn bộ. Vẻ mặt mọi người thoáng biến sắc, Lâm Nhất là đang giết người đoạt bảo, tịch thu luôn đạo binh hạ phẩm của đối phương.
Ực ực. Ngay lập tức có rất nhiều người nuốt nước bọt, đây là một thanh đạo binh hạ phẩm, giá trị của nó cao hơn cả bảo bối bên trong di tích Long Thành này đến 9 lần trở lên. Lâm Nhất thu về đạo binh, ánh mắt lại chuyển đến trên túi trữ vật của Phong Vô Kỵ. Không có gì phải nghi ngờ, một yêu nghiệt của giới vực cấp cao thì bên trong túi trữ vật ắt sẽ có những bảo bối mà khó có thể tưởng tượng được. Soạt, soạt. Đúng vào lúc này, Mạc Hàn của giới vực Hắc Sa, Thạch Phong và Trần An của giới vực U Vân giống như đã có thương lượng từ trước, đồng thời bước về phía trước. Bằng hữu, lòng tham của ngươi quả không nhỏ. Đao U Huyền ngươi lấy đi thì cùng thôi, còn muốn có ý đồ với túi trữ vật của Phong Vô Kỵ, vậy không tốt lắm đâu. Mạc Hàn nhếch miệng cười, hai mắt khẽ híp lại, nhìn về phía Lâm Nhất nói. Cái chết của Phong Vô Kỵ quả thực khiến người ta bàng hoàng, nhưng người cũng đã chết rồi, cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa, có thể vớt phát được chút gì đó từ trong việc này mới là cái chính. Dù gì người mà giới vực huyết cốt muốn truy sát chắc chắn là Lâm Nhất, bất kể thế nào cũng sẽ không tính lên đầu bọn họ. Trần An và Thạch Phong, hai yêu nghiệt có vóc dáng hoàn toàn trái ngược nhau của giới vực cấp cao rõ ràng cũng có suy nghĩ tương tự như thế. Giết người chỉ cần một kiếm, quả thực là đáng sợ. Nhưng mà loại kiếm đỉnh phong này, người muốn tiếp tục thi triển nữa thì sợ là rất khó đúng không? Thạch Phong người gầy nhẳng như cây củi, lưng đeo trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, nói bằng giọng âm u. Bầu không khí lại lần nữa đông cứng, ai có thể ngờ được, trận trước còn chưa yên mà trận sau đã lại nổi sóng. Hứng thú đi vào trong kết giới hỏa diễm của đám người này đều đã tạm thời gác lại, ba đại cao thủ yêu nghiệt của giới vực cấp cao đồng thời đứng ra gây khó dễ bắt Lâm Nhất phải từ bỏ ý đồ với túi trữ vật của Phong Vô Kỵ. Các ngươi có thể lựa chọn đánh cược một ván. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, hút túi trữ vật của Phong Vô Kỵ về trong tay mình. Chờ đó mà xem. Mạc Hàn trợn mắt nhìn Lâm Nhất một cái rồi xoay người biến mất bên trong kết giới hỏa diễm, trong đáy mắt hắn ta lóe lên vẻ không cam lòng. Hắn ta coi như nắm được khá rõ, trong túi trữ vật của Phong Vô Kỵ có không ít đồ tốt, bị đối phương lấy hết thì quả thực đáng ghét. Thạch Phong của giới vực U Vân đang định xoay người rời đi thì bỗng nhiên dừng bước lại hỏi, thanh kiếm trong tay ngươi tên là gì? Đối phương lưng đeo cổ kiếm, có lẽ cũng là một kiếm khách tương đối lợi hại. Nếu không hắn ta cũng sẽ không mở lời hỏi như vậy. Lâm Nhất không hề giấu giếm, bình tĩnh nói Táng Hoa. Ta vốn là người Táng Hoa, Táng Hoa cũng táng người. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Thạch Phong lẩm nhẩm hai câu, sau đó nói bằng giọng sâu xa, tên hay. Chẳng qua ở Nhật Diệu chi địa ngươi tốt nhất đừng tranh với hai chúng ta, ngươi chỉ có một kiếm, chúng ta lại có đến hai người. Lâm Nhất chẳng tỏ vẻ gì. Cũng không đáp lại đối phương. Đi. Bước theo chân Mạc Hàn, ba người lần lượt tiến vào bên trong kết giới hỏa diễm, những võ giả khác trong khu vực này cũng lần lượt tỉnh táo lại sau đó vội vàng đi theo. Chỉ là hầu như tất cả mọi người sau khi bước vào bên trong đều quay đầu lại nhìn Lâm Nhất. Sau chuyện lần này, danh hiệu của công tử Táng Hoa ắt sẽ truyền ra khắp cả khu Thương Long. Người này và thanh kiếm trong tay hắn, đều là quái vật. Đợi sau khi mọi người đã đi gần hết, Trần Huyền và Liễu Vân vẫn ngây ngẩn đứng đó, có chút không dám tin mà nhìn về phía Lâm Nhất. Nhất là Liễu Vân, hắn ta hầu như chưa từng nghĩ tới, trước đó Lâm Nhất mà mình chẳng coi trọng kia lại có thực lực khủng khiếp đến vậy. Nghĩ đến thái độ trước đó của mình, quả thực là xấu hổ. Lâm Nhất lấy từ trong túi trữ vật ra một bình rượu ngon long tộc, sau khi rót cho mình một chén mới khẽ nói, đây là rượu ngon long tộc. Các ngươi nếu như muốn đi vào trong kết giới hỏa diễm, không ngại thì uống trước một chén đi. Trần Huyền nhìn về phía Lâm Nhất, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng nói, tốt nhất bây giờ nên rời đi thôi, Nhật Diệu chi linh này tạm thời đừng tranh nữa. Không vội. Ánh mắt Lâm Nhất thâm thúy, nhưng không nói nhiều. Nhật Diệu chi linh nếu như đã gặp được, thì sẽ không có lý do gì để từ bỏ, giới vực huyết cốt báo thù Lâm Nhất cũng không phải là không có con át chủ bài để đối phó. Ta nhờ huynh giúp ta một chuyện. Lâm Nhất lấy hết võ học trình độ thượng phẩm còn có mấy triệu viên tinh nguyên đan mà mình thu thập được ra, dặn dò đối phương sau khi quay trở lại thành lôi hỏa thì giao nó lại cho nhóm người Phương Thiếu Vũ và Tả Vân. Việc ở đây xong rồi, hắn chắc chắn phải một mình lên đường, nếu lại quay về thì chắc chắn không kịp. Yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm được. Trần Huyền không hề có chút do dự nào,
lập tức nhận lời. Sắc mặt Liễu Vân hơi xấu hổ, bước lên trước nói, Lâm Nhất, trước đây đã đắc tội nhiều, quả thực xin lỗi. Phong Vô Kỵ là do ngươi giết, quả huyết dương này ngươi nhận đi, dù gì cũng là do ngươi giành được. Nếu như không có Lâm Nhất ra tay, hắn ta bây giờ không chỉ đã chết rồi, mà quả huyết dương cũng chắc chắn đã bị đối phương cướp mất. Bây giờ đối phương đã cứu mình một mạng, Liễu Vân không có mặt mũi nào tiếp tục giữ lại quả huyết dương này. Lâm Nhất nhìn quả huyết dương trong lòng bàn tay hắn ta, lại nhìn Liễu Vân, khẽ nói, không cần thiết, ngươi tự giữ lấy đi. Dù gì ngươi cũng là người nắm được kiếm ý thông linh, tu vi mà quá yếu thì sẽ không thể phát huy được hết uy năng của kiếm ý. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong đi. Nói xong không đợi đối phương từ chối, Lâm Nhất đã đi trước dẫn đường. Bất kể là Nhật Diệu Chi Linh có bị phong ấn hay không, xét cho cùng nó cũng là một trong 7 chìa khóa để mở cấm chế Thương Long, phải đi xem một chuyến mới được. Chẳng qua có nhóm 3 người Hàn Mạc như hổ đói rình mồi ở đó thì sẽ không dễ dàng mà thôi. Mấy người đi theo sau Lâm Nhất, tiến về phía kết giới hỏa diễm. Lâm Nhất điều chuyển kiếm ý vào hai mắt cũng không thể nhìn thấu ánh sáng ấy, chỉ có thể dựa vào chi giác của cơ thể tiến về phía trước. Chưa đi được mấy bước, Lâm Nhất và những người khác lại phân tán, đồng thời cảm nhận được một sức cản nào đó. Không gian bên trong kết giới hỏa diễm có lẽ là bí cảnh đặc thù nào đó, càng ở thời gian lâu, càng cảm nhận được sự bài xích to lớn. Nếu không đủ thực lực, đừng nói là đi vào sâu phía trong, ngay cả cơ hội tu luyện ngay tại đây cũng không được thời gian quá lâu. Nhật Diệu Chi Linh có lẽ nằm ở nơi sâu nhất trong không gian này. Lâm Nhất không đổi sắc mặt, thong thả đi tới phía trước. Những lúc thế này không cần phải sốt ruột, trong bí cảnh chắc chắn sẽ có những nguy hiểm khác, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Nửa canh giờ sau, ánh sáng trong tầm nhìn của Lâm Nhất mờ nhạt đi, cảnh tượng trong vòng 1.000 mét xung quanh khôi phục bình thường. Ngoài 1.000 mét thì vẫn bao phủ trong những lớp sương mù ánh sáng. Ở cuối không gian này là một cánh cửa cổ ngưng tụ bởi ánh sáng màu vàng. Xoạt. Mười mấy con chim lửa bay ra từ trong cửa ánh sáng, lông vũ toàn thân tỏa ra ngọn lửa nồng đậm, trong lúc vỗ cánh lại bùng lên khí tức vô cùng nóng bức. Khảo nghiệm sao? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, cũng không biết khảo nghiệm là cố định không đổi, hay là dựa theo thực lực mà điều chỉnh độ khó. Mười con chim lửa xuất hiện trước mặt hắn, mỗi con đều có tu vi thiên phách tầng 1. Nếu là cố định không đổi, người có thể đi đến bước này. Trừ những nhân tài xuất chúng ở giới vực cao cấp kia ra, e rằng rất khó đối phó được. Vù vù. Chim lửa kêu lên mấy tiếng kỳ quái, sau đó bổ nhào về phía Lâm Nhất, hai vuốt dài thượt vô cùng sắc bén. Lúc đôi cánh chuyển động, quạt ra những ngọn lửa vô cùng dữ dội. Mỏ chim sắc bén e rằng có thể dễ dàng đâm xuyên bảo giáp thượng phẩm. Lâm Nhất vật lộn với nó một lúc, trong lòng đã có tự tin. Những con chim lửa này đều không phải sinh mệnh chân chính, nếu không thể đánh tan hoàn toàn thì nó sẽ ngưng tụ lại lần nữa. Đối với Lâm Nhất mà nói thì không khó, đối với những người khác lại khá phiền phức. Bù. Hai kiếm quyết đồng thời vận chuyển, Lâm Nhất đánh ra một quyền, bùng phát ánh sáng màu tím xanh rực rỡ. Một khắc sau, 10 con chim lửa đều tan vỡ, rơi rớt trên mặt đất, hóa thành cho bụi biến mất. Sao lại khó như vậy? Còn hình thành lại được. Chết tiệt, chẳng lẽ đến đây lại phải quay về? Trần Huyền, Tần Phong, Diêm Khôi đến đây cùng Lâm Nhất đều có vẻ hết sức đau đầu, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng nhỏ giọt. Ngược lại, Liễu Vân nắm giữ kiếm ý thông linh, nhờ vào phong mang của kiếm ý đã giết được 3 con chim lửa một cách triệt để. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì vẫn có thể tiếp tục thẳng tiến vào nơi sâu hơn. Bí cảnh này thỉnh thoảng lại tràn ngập khí tinh nguyên miễn cưỡng có thể sánh ngang với đan tinh thần. Dù không lấy được thứ gì, chỉ cần ở đây đủ lâu cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Đối với những nhân tài chưa có tư cách độ kiếp như Liễu Vân mà nói lại là bảo địa tuyệt vời. Đợi hắn ta chém chết hết 10 con chim lửa, hắn ta vui mừng phát hiện tu vi lại tiến thêm một bước nhỏ tới thiên phách đại viên mãn. Hóa ra là vậy. Trong khi chiến đấu mình cũng có thể hấp thu khí tinh nguyên nơi này. Khí tinh nguyên ở đây vẫn chứa thuộc tính lửa, loại bỏ đi 1/10 tạp chất trong chân nguyên của mình trước kia. Trong mắt Liễu Vân dâng lên vẻ phấn khởi vô cùng,
tỏ ra kích động không thôi. Có người thông qua khảo nghiệm, nhưng càng có nhiều người thất bại trong đó. Sau khi thất bại thì lập tức cảm nhận được sức mạnh bài xích từ bí cảnh không ngừng tăng cường. Ai nấy biến sắc, trong lúc chống đỡ luồng sức mạnh đó cũng điên cuồng hấp thu khí tinh nguyên của không gian nơi này. Đối với bọn họ mà nói, ở lại thêm một lúc cũng có thể sánh ngang với hiệu quả của mấy trăm viên đan tinh nguyên. Nhưng, cuối cùng vẫn lần lượt bị loại bỏ ra ngoài. Vù vù, từng người bị đánh bay ra khỏi kết giới hỏa diễm, rơi xuống đất, bị chấn cho điên cuồng phun ra máu, nhưng trên mặt lại tràn ngập nụ cười. Nếu không chống đỡ sức mạnh bài xích đó đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng sau khi chống đỡ, lợi ích khổng lồ đạt được so với cái giá phải trả hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tần Phong và Diêm Khôi gần như lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt hai người dâng lên vẻ vui mừng, chỉ ở trong đó chưa tới một canh giờ, hai người đều đạt tới tu vi cảnh giới thiên phách tầng một đỉnh phong viên mãn. Trần Huyền còn chưa ra ngoài, có lẽ sau khi ra tay có thể nhận được tư cách độ kiếp lần thứ hai. Tần Phong nhìn về phía kết giới hỏa diễm ở phía trước, khẽ giọng nói. Không biết Lâm Nhất sẽ đi đến bước nào. Diêm Khôi thì nghĩ xa hơn, đa số người kể cả những nhân tài của giới vực cao cấp sớm muộn gì cũng sẽ thất bại trong khảo nghiệm. Phong Vô Kỵ chết cũng không oan, ít nhất cũng thay mình thăm dò được hư thực của hắn, nếu không người chết có thể sẽ là mình. Nghĩ đến đó, khóe miệng Mạc Hàn nhếch lên ý cười. Còn bây giờ, tốt nhất thằng nhóc kia đừng có ý đồ với Nhật Diệu Chi Linh. Khác với những người khác, Lâm Nhất gần như không luyện hóa được khí tinh nguyên nơi này. Mặc dù khí tinh nguyên ở đây rất đậm đặc, nhưng chung quy vẫn không thể so sánh với đan tinh nguyên trong tay mình. Dù tu luyện ở đây một ngày cũng không bằng Lâm Nhất luyện hóa trăm viên đan tinh thần. Đan tinh thần đã được đại năng tinh quân dùng lửa tinh thần tôi luyện, khí tinh nguyên nguyên thủy này không thể so sánh được. Do đó, hắn vào kết giới hỏa diễm rất muộn, nhưng trong âm thầm lại vượt lên trước rất nhiều người. Trong lúc những người khác khổ sở vật lộn, Lâm Nhất một đường thẳng tiến, đến được khảo nghiệm vòng thứ 9. Khảo nghiệm vòng thứ 9, xuất hiện trước mặt Lâm Nhất là một ảo ảnh quạ lửa. Tuy nói là ảo ảnh, nhưng khí tức dâng tràn đó đã không thua kém gì Phong Vô Kỵ mà Lâm Nhất giết trước đó. Thứ duy nhất có chênh lệch lớn có lẽ là linh trí của nó. Vù! Con chim màu vàng kim bay vù tới, trong lúc đôi cánh chuyển động, uy áp dồi dào giống như ngọn núi, làm không gian không ngừng rung chuyển ầm ầm. Gió mạnh thổi vào tai, quạ lửa to lớn bổ nhào đến chỗ Lâm Nhất, tốc độ của nó khiến người ta có chút không thể tin nổi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên màu sắc kỳ dị, khởi động long văn tử điện ở trong cánh tay, sau đó hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Vù! Khi kim ô lao tới, hai cánh tay bắt chéo có ảo ảnh thương long hiện lên, tiếng động ngút trời vang lên, mặt đất nứt thành nhiều khe hở đáng sợ. Thất sát quyền. Hai cánh tay Lâm Nhất đánh lùi nó, quát lên một tiếng, sát ý toàn thân điên cuồng nổ tung. Ầm. Quạ lửa màu vàng không kịp lùi ra, bị đánh bay ra xa dưới một quyền này, trên thân rụng xuống những chiếc lông vũ bằng lửa. Sức phòng ngự mạnh thật. Lâm Nhất thở hổn hển, quạ lửa có tính dẻo dai rất cao. Gần như không hề bị thương. Trong vầng sáng sau lưng thò ra một vuốt rồng màu đen, điên cuồng chém giết với quạ lửa, sóng chân nguyên kịch liệt khiến không gian nơi này lung lay sắp đổ. Vô số lông vũ bằng lửa và vảy rồng màu đen rơi xuống lả tả, đối chọi kịch liệt giữa trời. Ầm, lại một tiếng động lớn vang lên, bên tai Lâm Nhất không ngừng kêu ong ong, ngọn lửa đoạt mệnh giết tới cuối cùng cũng bị một chưởng đánh trọng thương trở về. Lông vũ bằng lửa trên thân như hoa tuyết không ngừng rơi. Quạ lửa gào lên một tiếng, rơi xuống đất, nhưng đôi cánh trụi lùi lại nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh trong lúc vỗ cánh. Chưa thôi phải không? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng lạnh băng, hộp đứng kiếm sau lưng mở ra, hắn nắm lấy chuôi kiếm, rút táng hoa nhanh như chớp. Xoạt! Kiếm quang rực rỡ tràn ngập không gian nơi này, đợi đến khi kiếm quang tan đi, trừ lông vũ rơi lả tả trên đất. Không còn nhìn thấy quạ lửa đâu nữa. Lâm Nhất nhìn về phía táng hoa, hoa văn phức tạp trên thân kiếm dần dần hòa vào nhau. Mơ hồ nhìn lại, càng lúc càng giống một đường vân hoàn chỉnh. Kiếm này cách ngày nâng cấp lên đạo binh không còn xa nữa. Đạo binh, trừ chất liệu bản thân nó, còn có linh văn ngũ phẩm do Thánh Huyền Sư khắc lên. Linh văn từ ngũ phẩm trở lên đều được gọi là Thánh Văn.
Thánh văn có ba phẩm thiên, trung, thượng, tương ứng với phẩm cấp của bản thân đạo binh. Dù là thánh văn hạ phẩm bình thường nhất cũng cực kỳ hiếm có trên thế gian này, thánh huyền sư có thể nắm giữ 3-4 thánh văn hạ phẩm đã là chuyện cực kỳ ghê gớm. Còn thánh văn trung phẩm và thượng phẩm càng khó tìm được, trừ khi là tông môn siêu cấp hoặc thế gia truyền thừa, nếu không thì căn bản không có truyền thừa. Nghe đồn, trên thượng phẩm còn có loại thánh văn được gọi là cực phẩm. Uy lực của thánh văn cực phẩm đã không thua kém gì thần văn. Nhưng điều này cũng có liên quan đến đa số thần văn đều khuyết thiếu, rốt cuộc có ai có thể nắm giữ thần văn hoàn chỉnh hay không, với tầm nhìn của Lâm Nhất hiện nay không thể suy đoán được. Hắn ở huyền hoàng giới cũng chỉ gặp được huyền sư tứ phẩm là mạnh nhất, cao hơn tứ phẩm không hề tồn tại. BOANG. Ngay khi lực lượng được rót vào thân kiếm, dường như Lâm Nhất có thể nghe được tiếng ngân nga của táng hoa, từng luồng kiếm quang cô đặc như thực bắn ra, bộc phát kiếm thế vô cùng kinh người. Sát! Ý niệm vừa vụt qua trong đầu Lâm Nhất, hơn trăm luồng kiếm quang lập tức tụ lại thành một, phút chốc, đâm về phía vách tường của khoảng không gian này. Vách tường hư vô được ngưng tụ bởi ánh sáng vàng nhanh chóng bị một kiếm này đâm thủng lỗ chỗ. Đây chỉ là một kích tiện tay của ta, nếu được gia trì bởi kiếm ý nữa thì, với duệ khí của táng hoa, có lẽ ta có thể trực tiếp chém vỡ kết giới này. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, vẻ chờ mong trong mắt ngày càng nồng đậm. Đây là còn chưa chính thức thăng cấp lên đạo binh đấy, đợi sau khi thăng cấp, uy năng của táng hoa chắc chắn sẽ có sự lột xác. Hiện tại, có lẽ ta nên đuổi theo đám yêu nghiệt giới vực cao cấp đã sớm xuất phát kia rồi, cũng không biết đợt khảo nghiệm này đã xong chưa. Sau khi cẩn thận đặt kiếm táng hoa vào hộp đựng kiếm, Lâm Nhất tiếp tục tiến về phía trước. Không gian trong kết giới hỏa diễm này vô cùng thần bí, dường như tự hình thành một thế giới. Không biết rốt cuộc Nhật Diệu Chi Linh đang ở đâu và trong tiểu mật cảnh này còn có những mối nguy khác hay không. Đẩy ra cánh cửa do ánh sáng diễn hóa mà thành, chợt trước mặt Lâm Nhất xuất hiện một cái mật thất bị phong kín. Giờ phút này, bên ngoài kết giới hỏa diễm, quả thật có rất nhiều người tụ tập ở đây, tất cả đều nhìn về phía kết giới đang từ từ thu nhỏ lại bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Phần lớn người xông vào đó, bao gồm những nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, cũng đã thất bại và bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Thời gian dần trôi, số lượng người bị đào thải ngày càng nhiều, những người còn trụ được trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ còn lại mấy người Mạc Hàn mà thôi. Kết giới hỏa diễm này rất kỳ quái, muốn tiến sâu vào đó e rằng ngoại trừ những yêu nghiệt bảng 10 bảng thương long thì đối với những người khác, việc này quả có chút khó khăn. Không, Lâm Nhất vẫn còn ở bên trong. Trong kết giới hỏa diễm, Mạc Hàn, Thạch Phong, lần lượt thông qua khảo nghiệm chém giết hỏa nha ở ải cuối cùng. Quả nhiên Nhật Diệu Chi Linh xuất thế sẽ phối hợp cùng một vài kỳ hoa dị thảo, xem ra lời đồn không giả. Thạch Phong thuộc U Vân Giới, vác trên lưng cổ kiếm dẫn đầu tiến vào mật thất, trước mặt hắn ta có một dị quả màu vàng đang nở rộ ngay vị trí trung tâm. Thấy vậy, ánh mắt hắn ta trở nên nóng rực. Đây là một quả long diệm, ngưng tụ linh khí thuộc tính hỏa cực kỳ tinh thuần, linh khí tỏa ra ẩn hiện như một con hỏa long vờn quanh không tiêu tan. Nếu so về giá trị thì phải hơn rất nhiều quả huyết dương ngàn năm mà Phong Vô Kỵ yêu cầu trước đó. Tuy nhiên, hình như có hơi rắc rồi. Thạch Phong nhếch miệng cười vui vẻ, hắn ta có kinh nghiệm dày dặn nên cũng không nóng lòng thu lấy quả long diệm. Mạc Hàn và Trần An cũng bước vào mật thất, ánh mắt bọn họ hệt như Thạch Phong, lóe lên tia nóng cực hạn. Hiển nhiên, tất cả đều phát hiện thu hoạch không tệ. Mật thất mà bọn họ đang ở đã rất gần với trung tâm của kết giới hỏa diễm, nơi Nhật Diệu Chi Linh xuất thế. Các mật thất được liên kết với nhau, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, sớm hay muộn gì cả bọn cũng chạm mặt. Võ học tạo hóa. Thiên tài địa bảo mà Lâm Nhất phát hiện trong mật thất không giống với những người khác, trước mắt hắn là một khối ngọc giản tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi vô cùng bắt mắt. Trong ngọc giản này ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng thấy được nó bất phàm. Chẳng lẽ là võ học tạo hóa cao cấp? Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, sâu trong lòng nổi lên từng gợn sóng. Võ học tạo hóa cao cấp chia làm cấp bá giả, cấp vương giả cùng cấp đế giả. Lâm Nhất đã thu được một môn võ học tạo hóa cấp đế giả,
tiếc rằng đó lại là một môn thân pháp, có tên thập huyền biến. May mà đã đề phòng từ trước, nếu không chùm tia sáng ngưng tụ từ nhật diệu chi hỏa này có thể trực tiếp đâm thủng cơ thể hắn. Đến gần khối ngọc giản này trong phạm vi 10 mét sẽ bị công kích, xông vào đó chắc chắn sẽ chết, cho nên nhất định phải hiểu được quy luật hiển hiện trên trận văn được khắc trên vách tường mới được. Nếu không, một là thân pháp đủ nhanh, hai là có đủ tự tin có thể đỡ được chùm tia sáng kia. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, lựa chọn phía sau có vẻ không ổn lắm. Nếu kiếm ý của hắn được thi triển toàn bộ, chắc chắn có thể đỡ được, nhưng làm như thế sẽ tiêu hao quá lớn. Lỡ mà có chuyện bất ngờ xảy ra, chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế bất lợi. Trước mắt cứ quan sát đã rồi tính. Lâm Nhất đi vòng quanh ngọc giản, thỉnh thoảng ra tay thăm dò một phen, sau nửa khắc, cuối cùng hắn cũng tìm ra chút ít manh mối. Chọn bộ linh trận không chỉ có trên vách tường, mà trên mặt đất cũng có thiết điểm tương ứng, hắn có thể thăm dò sự biến ảo của đường văn mà không cần kinh động đến trận văn ngưng tụ nhật diệu chi hỏa trên vách tường, nhưng phải tốn kha khá thời gian mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất đã có quyết định. Nhưng ngay khi hắn tìm ra một lối đi tương đối an toàn thì cánh cửa mật thất ở phía đối diện đột nhiên bị đẩy ra, một người lẳng lặng bước vào. Mặt to, mày rậm, dáng người khôi ngô, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng lạnh như rắn độc. Hắn ta là Trần An của U Vân Giới. Từ trước đến nay tên này vẫn luôn xuất hiện cùng Mạc Hàn, giờ đột nhiên đơn độc hiện thân, khiến Lâm Nhất có hơi kinh ngạc. Quả thật hắn rất bất đắc dĩ, tranh nhật diệu chi linh với tên này thì có lợi gì cơ chứ, nếu không có lực lượng hùng mạnh làm chỗ dựa, một người như hắn dù có lấy được cũng sẽ rước lấy một đống phiền toái ở Thương Long cấm giới. Tên tiểu tử này, người đúng là không sợ chết, đã làm phật lòng giới vực huyết cốt rồi, giờ còn dám chạy đến tranh giành nhật diệu chi linh, người ngại kẻ thù của mình không đủ nhiều à, Trần An cười khẩy, mặt không lộ một chút cảm xúc nào. Trong lúc nói chuyện, tay phải vẫn luôn giấu trong tay áo bất giác duỗi ra ngoài, năm ngón tay siết chặt một cái roi có tạo hình giống một con huyết mãng. Đạo binh hạ phẩm. Xem ra, trải qua bài học trước đó, tên này đã khôn ra. Từ sớm đã dùng đến đạo binh, để bản thân không đến mức bị kiếm uy của Lâm Nhất giam cầm. Chuyện này vốn không hề liên quan gì đến ngươi, đúng không? Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, ánh mắt hắn thoáng dừng lại vài giây ở cây roi huyết mãng trong hắn ta. Vừa dứt lời, sắc mặt Trần An lập tức tối sầm, hắn ta quát lạnh, xem ra ngươi thật sự muốn đối nghịch cùng ta, cũng tốt, vậy thì đi chết đi. Phút chốc. Roi huyết mãng trong tay hắn ta vẩy ra huyết quang ngập trời, đồng thời, có tiếng rắn độc rít gào vang vọng khắp mật thất, liên miên không dứt. Huyết quang vô tận lấp đầy toàn bộ không gian trong mật thất, chúng hệt như ngàn vạn con rắn độc đang đồng loạt rít gào, những âm thanh thê lương mà chói tai đan xen vào nhau, gió lạnh quét qua mang theo tiếng gào khóc thảm thiết. Không hổ là đạo binh, chỉ thi triển một thoáng thôi mà đã có uy năng khủng bố như thế. Còn chưa xong. Giữa những tiếng gào rú thô bạo khiến lòng người kinh sợ, bất giác, huyết quang bộc phát một tiếng giòn giã và lạnh lẽo như kim loại, roi huyết mãn bắn ra luồng sáng chói lóa. Được Trần An rót vào ý chí giết chóc, nó điên cuồng dao động, hệt như một con rắn độc thật sự vậy. Đầu roi trông như đầu một con rắn độc, giữa huyết quang, nó lắc lư qua lại, nhưng vẫn khóa chặt mục tiêu là Lâm Nhất, mang đến áp lực rất lớn. Cứ như bất kỳ lúc nào, con rắn độc này cũng sẽ cắn phập lên người hắn. Lâm Nhất, uy lực roi huyết mãng của ta không tệ chứ? Sau khi thi triển uy áp của đạo binh, Trần An nở một nụ cười dữ tợn rồi bay vọt lên không. Giữa không trung, roi huyết mãng trong tay hắn ta vung mạnh, ngay lập tức, con rắn độc đỏ như máu kia vờn quanh vài vòng giữa không trung rồi dùng tốc độ tia chớp đâm thủng hư không, lao thẳng về phía ngực Lâm Nhất. Khí thế khủng bố như thế thì dù không đánh chúng, lực công kích từ đạo binh này cũng có thể dễ dàng nghiền ép cao thủ thiên phách tầng thứ nhất của Nhật Diệu Chi Địa mà không cần tốn một chút sức lực nào. Bình thường thôi. Lâm Nhất thấy nguy không sợ, lần đầu đối mặt với uy lực của đạo binh nhưng hắn lại chẳng chút hoảng hốt. Thân thể khẽ động một cái, hộp đựng kiếm sau lưng phát ra một tiếng cạch rồi bật mở, ngay khi Lâm Nhất định duỗi tay bắt lấy kiếm táng hoa thì. B-O-A-N-G. B-O-A-N-G. Cây roi kia dường như có sinh mệnh, giữa không trung nó đột ngột quay đầu, chỉ để lại vài tàn ảnh, hướng thẳng đến cổ tay Lâm Nhất. Tốc độ nhanh thật,
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, nếu hắn tiếp tục triệu hoán kiếm táng hoa thì e là cổ tay sẽ bị cắt đứt mất. Thoáng chốc, Lâm Nhất đã đưa ra quyết định từ bỏ việc rút kiếm, thay vào đó là thúc giục hai đại kiếm quyết, nắm ngón tay siết chặt lại, trực tiếp nghênh đón. Phía sau hắn có thần thụ thanh tiêu như ẩn như hiện, hư ảnh thương long bất diệt vần quanh, uy lực đạo binh của đối phương đúng là rất khủng bố, nhưng cuối cùng Lâm Nhất vẫn chống đỡ được một kích này. Kiếm ý thông linh. Sắc mặt Trần An thoáng thay đổi, có hơi bất ngờ. Kiếm ý thông linh của đối phương có gì đó rất kỳ quái, rõ ràng là ngay khi tiếp xúc đã bị uy lực đạo binh trực tiếp đánh vỡ, nhưng kiếm thế của hắn không sụp đổ, cứ như một mồi lửa bất diệt. Vĩnh viễn không bao giờ tắt. Khoảnh khắc mồi lửa kia bùng lên, kiếm ý vốn đã sụp đổ lại một lần nữa ngưng kết, thoạt nhìn cứ như chưa từng bị đánh tan. Hắn ta ỷ vào uy áp của đạo binh phối hợp với ưu thế vượt trội về tu vi, nhưng chỉ có thể áp chế kiếm ý trong một khoảng thời gian ngắn, muốn hoàn toàn đánh tan, luôn có cảm giác không thể nào làm được, vô cùng quái lạ. Trả lại ngươi một kiếm. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, người ở giữa không trung bỗng chốc vọt lên, kiếm ý thông linh dung hợp cùng kiếm uy thương long bất diệt, đầu ngón tay hắn bắn ra kiếm quang, tựa như một con thương long với khí thế cực kỳ dũng mãnh và bá đạo, bổ nhào đến bằng tốc độ tia chớp. Phá! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.